Dạ con xin cả thân kính chào cô chú anh chị các bạn, mời cô chú anh chị giao lưu. Dẫu dẫu rất duyên thằng trọng ha. Chi tết 2022 thì chiếc xe dầu lít thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ ha. Ba cái máy lớn của anh Út đang chuẩn bị bướng giao cho khách nè. Vô bầu ha. Cái nào cũng nói tàn đều nụ kẹo trên hết chứ mà. Đặng thì vip không à. Cảm ơn khách ủng hộ nha. Ba con này bự, to, nhanh tàn thông. Đủ rất là kéo, cái nào cũng đủ ok nha. Rồi, đã mất gian thì mình vô clip cái quay nhỏ nhỏ của chú anh chị mua giống gì đó. Chơi Tết này xong rồi trồng xuống đất. Thì vài năm sau thì cây nó như thế này. Tầm có 3-4 năm. Có thể 5 năm, ha. Nó được cây định hình đi. Rồi mình vô clip hả cô chú nhỉ bạn. Rồi, anh Út ơi, anh Út rồi. Chào Linh Linh ơi. Rồi, chào anh. Rồi, trở lại kênh Bông Xe Thành Thơ. Em Út em, tổng chào cô chú anh chị gần xa. Năm mới được nhiều sức khỏe và gặt hái thành công nha anh chị. Sau đó em có giao lưu với anh chị là 20 cây mai giảo Thủ Đức. Mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị. Anh chị nào mà có yêu thích thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Phí ship của em là 200 km luôn anh chị. Rồi đầu tiên là cây số 1 anh chị ơi. Vườn anh còn chừng vài chục cây nữa hả? Hết hả? Cô chú. Rồi đầu tiên là cây số 1 anh chị. Rồi em quay một vòng cho anh chị mình coi nha. Tàng thông. Một cốt. Một cốt thẳng lên nha anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn thôi em. Nụ thì ok. Kẹo luôn. Đo thông số luôn. Hoành cây này 19 nha anh chị. Hoành cây này 19 hả? Hoành 19 nha anh chị. Nó gọn. Nụ đồ là ok hết trơn luôn nha anh chị. Cốt thằng thông. Tán ngang 1m3 anh chị ơi. Chiều cao 1m7 nha anh chị. Tán ngang 1m3, chiều cao 1m7. Nụ thì khỏi nói, kẹo. Mã số 1 nè em giao lưu với anh chị là 1.200.000 nha anh chị. Nụ là ok hết luôn nha anh chị ơi. Quá kẹo luôn á, to. 1.200.000 cho mã số 1 nha anh chị ơi. Phí ship của em là 200 km luôn nha, chi cạnh anh chị nhìn hỏi em. Cây đẹp, tàn tròn đều, nụ kẹo. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 2 nha anh chị. Tiếp theo là mã số 2 luôn. Cũng một cây cốt. Cây nào cũng một cốt hết luôn nha anh chị. Chi cành đều. Hoành thân 19 luôn anh chị ơi. Nụ rất là kẹo. To đều hết, kẹo. Quá trời nụ. Bự không á. Nụ ù á. Rồi bự không. Nụ là ok hết trơn luôn anh chị. Phí ship của em là 200 km nha anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Quá xa nụ luôn. Trái dưới rồi. Quá trời nụ. Nụ là ok hết luôn nha anh chị. Mã số 2 nha anh chị. Mã số 2 tán ngang 1m1 nha anh chị. Chiều cao 1m5 anh chị ơi. Chiều cao 1m5, ngang 1m1. Mã số 2 này em giao lưu với anh chị là 1 triệu rồi nha anh chị. Quá trời nụ, kẹo. 1 triệu cho mã số 2 anh chị ơi. Anh chị nào mà có ăn bụng vừa mắt thì alo cho em. Tàn tròn điệu chứ. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Đẹp, nụ kẹo. Rồi tiếp theo 3. Là mã số 3 nha anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn hộ nha. Nút nụ đồ này kia là ok hết trơn luôn anh chị. Đàn tròn đều. Lúc này là nụ nó tròn do hết trơn anh chị. Quá tròn luôn đều. Nụ này nụ búp bự không nè. Mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị. Khi 5 cánh thì nó có lộn chút đỉnh thôi chứ cũng không có 5 cánh gì lộn nhiều đâu nha chị. Cái này nó nở trước mớ nhưng mà còn rất là nhiều chứ mà. Cái nụ to to bự này nở này muốn chùm.
Hoành thân cây này 22 nha anh chị. Hoành 22. Tán ngang của mình 1m3 anh chị ơi. Chiều cao 1m5 nha anh chị. Mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 1.200.000 nha anh chị. 1.200.000. 1.200.000 cho mã số 3 nha anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi, anh chị nào có ân bụng vừa mắt thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo cây số 4. Rồi tiếp theo là mã số 4 nha anh chị. Cũng này có một cốt, chỉ cành cũng đều đều. Cây nào cũng một cốt hết nha. Chỉ cành thì anh chị nhìn thôi em. Nụ cũng ok. Đều đều. Rồi cái heo Linh. Rồi cho hoành luôn. Hoành thân gần 22 tính 21 nha anh chị. Cốt chỉ cành đều. Tán ngang 1m3 luôn. Đầy kính. Chiều cao 1m5 luôn nha anh chị. Tán ngang 1m3, chiều cao 1m5 nha anh chị. Mã số 4 này em giao lưu với anh chị là cũng 1.200.000 nha anh chị. 1.200.000 cái số 4. Mã số 4 1.200.000 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tặng đều đều. Đủ ok. Tiếp theo cái số 5. Rồi tiếp theo là mã số 5. Rồi em quay một vòng luôn. Anh chị nào mà có ân bụng vừa mắt thì alo cho em nha. Em xếp tới nhà luôn nha anh chị. Em xếp bằng xe tải nha. Có một cốt chỉ cành cũng khá đều. Hoành thân cái này 19 nha anh chị. Rồi hoành 19. Ok. Nhọc chưa. Tán ngang 1m3 luôn anh chị ơi. Chiều cao này nó muốn hết cái thước rồi. Tính tới đây đi anh chị ơi, 1m5. Tới tay em rồi nha. Rồi mã số 5 nha anh chị. Ok. Mã số 5 em giao lưu với anh chị là 1.000.000 rồi nha anh chị. Quá trời luôn. Cái Tết ok, rất là kiểu. 1.000.000 cho mã số 5 nha anh chị ơi. Cây nụ cũng nhiều. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị, em tên Úc Em nha. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì alo nghe cho em nha. Tết mình sắp đến rồi, mua cây mai chưng chiếc cửa cho nó vui nha anh chị. Gọn cũng dễ chai dừa. Rồi tiếp theo là mã số 6 luôn. Cây số 6. Mỗi cây nó có dáng đẹp khác nhau nha anh chị. Quan trọng cái là anh chị ưng bụng vừa mắt là ok. Em ship tới nhà luôn. Đây có một rồi, cốt lẳng. Tiếp theo là mã số 6 nha anh chị. Chỉ cành nó đều gan. Đủ ok. Đủ đều là ok hết luôn nha anh chị. Hoành thân cây này 19 nha anh chị. Chi cành là đẹp luôn đó nha anh chị ơi. Phủ đồ này kia là đẹp luôn. Cây cái lô này bông cũng đẹp luôn nha anh chị. Cái này gấp bê xù. Tán ngang 1m3. Chiều cao tính 1m5 luôn nha anh chị. Nữa mình cắt cái đọt ở trên bỏ một chút cho nó đẹp. Đúng rồi, cho nó gọn cây, căng cây. Mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 1.200.000 luôn nha anh chị. 1.200.000 cho mã số 6 luôn nha anh chị ơi. Chỉ cạnh thì anh chị nhìn hộ mà em nha. Nụ đồ này kia thì ok hết. Nụ to tròn nhiều. Khi ở xa quá anh chị mình nhìn thấy nụ cũng không rõ. Mà em bao nụ cho anh chị luôn á. Nụ nhiều. Nụ đồ đẹp luôn á. Rồi quan trọng nữa ha Linh. Dạ. Dạ phép mình đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 7 luôn nha anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 7 luôn. Cây nào cũng một cốt hết nha anh chị. Cây nào cũng một cốt hết luôn. Một cốt, sẵn rồi kìa hẳn. Nó bằng
Hoành thân cây này 21 nha anh chị. 21. Nụ lên trung thân. Vì cho đo tán ngang hoành đồ này kia thì anh chị mình yên tâm nha, nút nụ nhiều là ok rồi. Chỉ cần đâu thì anh chị nhìn hộ em. Tán ngang 1m3. Chiều cao tính 1m5 luôn nha anh chị. Chiều cao tới đó không? Tới cái tay 1m5. Cao 1m5. Mã số 7 nha anh chị. Qua wow, cái nụ luôn, cái nụ dữ lắm luôn. Số 7. Nụ nó dương ra quá trời luôn. Mã số 7 này em giao lưu cho anh với anh chị là 1.200.000 nha. Phí ship của em là 200 km nha anh chị. Nụ chi chít luôn. Nụ là ok hết luôn. Đùm 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 luôn. Bên em có dán lông có luôn nha, dán lông lắc lượng mà bên em có luôn nha anh chị. Dảo Tân Châu nha anh chị. Dảo Phú Đức, dảo Tân Châu có đầy đủ. Có đầy đủ hết. Nhìn anh chị muốn dảo Tân Châu cây bự nhỏ, Thủ Đức bự nhỏ gì cũng có hết trơn luôn nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây số 8. Rồi tiếp theo là cây số 8 nha anh chị. Mai hoành 44 mấy gì cũng có hết trơn nha anh chị. Đủ kích cỡ. Đủ kích cỡ hết. Anh chị nào mà có yêu thích cây nào thì alo cho em. Em chở tới nhà cho anh chị luôn. Nụ ba la. Mã số 8 nha anh chị. Nụ rất là nhiều luôn. Mã số 8 luôn. Mã số 8 của mình là hoành thân 21 nha anh chị. Hoành 21. Hoành nó 21. Cây nụ lắm nụ. Tán ngang 1m3 luôn. Nụ vàng luôn, không ánh luôn. Chiều cao cây này tới đây 1m5 đi, bỏ xuống đây 1m4 nha anh chị. Này là nụ tới đọt luôn nha. 1m4 ngang đây. Em trừ hao hết luôn nha anh chị. Mã số 8, mã số 8 này cũng 1.200.000 nha anh chị. Nụ quá trời nụ. Mã số 8 1.200.000 nha anh chị. Cái nụ kẹo đều. Quay vòng hả Linh? Dạ. Rồi cho anh chị mình nhìn cho nó rõ. Còn nếu mà anh chị nào mà thấy không rõ thì em chụp hình em gửi qua cho nha. Phí ship của em là 200 km nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Dạ xin phép em đổi cây, tiếp tục qua cây số 9. Rồi, tiếp theo là cây số 9 nha anh chị. Chỉ cần đều, càng to, to to. Chỉ cần thì anh chị nhìn hộ em luôn nha. Mã số 9 luôn. Ồ, nụ nhóc luôn. Nụ đồ này kia lúc này thì ok hết luôn. Bắt kẹo luôn. Hoành cây này gần 20 mà tính 19 nha anh chị. 19 năm. Rồi, anh loa xích trên nha. 19. Tán ngang 1m4 nha anh chị. Chiều cao 1m6 anh chị ơi. 1m6. Chiều cao 1m6 nha anh chị. Mã số 9. Mã số 9 này em cũng giao lưu với anh chị là 1.200.000 nha anh chị. Quá trời nụ luôn. Mấy cái này nụ ghê gớm luôn anh. Nụ ơi. Nụ lúc này vô nụ dữ lắm lên đây. Cái nào cũng như cái nấy. Mà nụ nó không, nhiều phải không? Không có nụ là thua. Nụ nhiều. Ừ. Kẹo chứ. Nụ này là bông đẹp lắm nha anh chị. Tại vì nhầm khi em nói lộn năm cánh nó thật sự ra nhầm khi nó cũng không lộn nha anh chị. Tại vì nhầm khi cái Thủ Đức này nhầm khi nó cũng phải có lộn chút đỉnh. Thành ra em nói trước. Quá trời nụ. Còn nút nụ đồ này kia thì anh chị cứ yên tâm đi. Cây này nụ là cái dạng thật cây luôn á. Anh chị coi chi cành đồ này kia được ưng bụng là nụ em bao cho nha. Em xếp tới nhà cho anh chị ngắm qua Tết luôn. Đẹp. Cây này đẹp. Tàn đều lù kèo. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 10 nha anh chị. Theo cây số 10. Tiếp theo là cây số 10 luôn anh chị ơi. Tàn cũng kính. Cây nào cũng một cốt hết nha anh chị. Nút nụ đồ là quá đẹp luôn. Trời, lá nó che lại cái nụ nhóc này. Nút nụ đồ là ok hết nha anh chị. Phí ship của em là 200 km nha anh chị ơi.
quá trời nổi, chỉ chích luôn, chỉ. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em còn hai cây mới lớn, 4 cây mà em bán hết 2 cây thì còn 2 cây nha anh chị ơi. Anh chị nào mà có yêu thích thì alo cho em. Nay đang bứng luôn. Nay đang tiễn em lên đường đó Linh. Tiễn em lên đường. Về khách về chỗ mới. Về chủ nhân mới ha. Rồi, nãy giờ chưa đo hả Linh? Chưa đo gì hết. Vậy đó hả? Lo nói chuyện không hả? Vô lưu. Lo nhiều chuyện ha. Rồi hoành thân cây này gần 19, 18 rồi nghe anh chị. Cả ngang nó 1m4 nghe anh chị ơi. Rồi chiều cao gần hết cây thước rồi anh chị ơi. Cây này tính 1m7 thôi nghe anh chị. Đủ khỏi chơi nha. Chiều cao 1m7 luôn. Mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 1.200.000 luôn anh chị ơi. 1.200.000 cho mã số 10 luôn. Bán giao lưu với anh chị luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là mã số 11 nghe anh chị. Cây nào cũng có mỗi dáng đẹp cái khác nhau hết trơn anh chị. Quan trọng là anh chị ưng bụng vừa mắt là em ship tới nhà. Quá trời nụ hết. Dương dương ra. Hoành thân cây này 21 nha anh chị, mã số 11. Hoành 21. Rồi em quay một vòng cho anh chị coi gốc luôn nha. Nụ. Tán ngang 1.5m. Quá trời nụ hết. Chiều cao 1m7 nha anh chị ơi. Tính trên cái chót là hết cái thước luôn đó. Mà em tính 1m7 à. Chứ đâu. Hả? Em chưa có coi. Đây. Giờ coi lỡ nó luôn. Thì đó đó. 1m7 ngang đây nè. Dạ. Trừ hao hết nha anh chị. Rồi mã số 11. Mã số 11 này cũng 1.200.000 nha anh chị. Ủa quá kẹo. 1.200.000 cho mã số 11 anh chị ơi. Đủ lắm, đủ luôn. Rồi em quay một vòng luôn anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 12 ha Linh. 12, tiếp theo mã số 12 anh chị ơi. Một cốt thẳng hết trơn anh chị. Lực đều. Cây số 12. Còn cái này ha bự. Rồi anh chị nhìn cái này nút nụ là ok hết luôn anh chị. Hoành cái này gần 24 tính 23 nha anh chị. Để nở luôn. Này có đế nha. Ừ, có đế luôn. Một cốt chỉ cần điều luôn. Bán ngang 1m luôn nha anh chị ơi. Chiều cao này tính 1m8 nha anh chị. Chưa đây coi chiều cao. Đây. Gần hết cái thước rồi. Chị hào đó, chứ hào muốn mấy chín. Mấy tám, xinh mấy tám à. Rồi mã số 12 này em giao lưu với anh chị là 1.500.000 nha anh chị. Ồ, nụ quá trời nụ hả? 1.500.000 cho mã số 12 anh chị ơi. Ồ, nụ điêu chứ, cây này nụ ok. Nụ là dữ dằn nụ luôn, nụ đẹp luôn. Ngốc quá trời hả? Rất là đều cây. Chiều cao 1m8 nè nghe anh chị. Từ mặt chậu trở lên nha. Rồi quay một vòng cho anh chị mình coi nha. Cột thẳng. Cái bể xù nách. Có bụng vừa mắt thì alo cho em. Cái con nó bể xù nách. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Có đế luôn nha anh chị ơi. Phí ship 200km luôn anh chị ơi. Mấy cái cục u nách nó bể ra kìa, nó chú bò nó bể xù chứ. Lừ chứ ha. Bung quá. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 13 nha anh chị. Tiếp theo là mã số 13 luôn. Cái này cũng một cốt, chỉ cành cũng khá đều ha. Chỉ cành ok, cây này dữ dằn nụ luôn nè. Xa, trời nụ vàng dữ. Nụ khiếp hồn luôn á.
Cỡ này là mai là vô nụ dữ dằn lắm rồi nghe anh chị. Nụ quá trời nụ dằn thật luôn. À rồi. Nụ kẹo luôn. Nụ dữ lắm lắm nụ luôn. Cây này dữ dằn nụ chi chít luôn. Ủa là này là nở cái là không thấy nhánh luôn nữa nghe anh chị. Dằn thật cây luôn. Nở không thấy nhánh luôn á. Số điện thoại của em là 0917145232 nghe anh chị, em tên lúc em nha. Phí ship của em là 200 km luôn nghe anh chị. Một cốc thẳng. Đủ rồi, quá chừng luôn. Kẹo chứ. Ship luôn. Nụ như cám luôn. Cái nhánh này là nó thử cái này nó. Không quá là cứ giật lá thoải mái. Hôm nay là mùng 9 rồi. Lật hơi thôi cho nhầm gì đó. Cái này bữa 14 là mình xuống lá là nụ này 14 là ok luôn đó nghe anh chị. Ngay bon luôn. Nở cứng, cứng cây luôn. Đồ cái này từ đó. Quá trời nụ. Mình đâu hoành thân rồi chứ? Chưa. Hả? Hả? Chưa. Lên. Ủa đâu gọi, nó gọi gì rồi. Đâu coi nó lại rồi. Chưa không nhớ nữa. Nó có nụ không à? Chắc vậy quá. Chưa có nụ không? Hoành thân 19. Rồi hoành 9. Rồi chưa? Tại lo cho nụ không quá. 8.4 m. Ham quá. Chiều cao 1.5 m. Nó lại con gì xinh xác à. Rồi mã số 10. Mã số 13 này em giao lưu với anh chị là cũng 1.200.000 ha anh chị. Nụ là ok luôn nha. 1.200.000 cho mã số 13 nha anh chị ơi. Nụ kẹo chi chít luôn, bao luôn. 1.200.000 cho mã số 13 luôn. Nụ cái này là nụ dữ dằn luôn, đặc luôn. Kẹo quá trời nụ. Cái gì chứ anh chị cứ chi cành đồ anh chị nhìn hôm em. Thân đồ này kia đó thì anh chị ưng bụng thì alo cho em, còn nụ em bao cho anh chị nha. Rồi, tiếp theo cây số 14. Nụ là em bao cho anh chị là ok hết luôn. Tiếp theo là số 14 luôn anh chị. Cây này cũng một cốt chi cành đều luôn, nụ cũng kẹo luôn. Bán giá hữu nghị giao lưu hoành thân 19 anh chị. Dính cây con xíu ha. Đi theo luôn. Mẹ con con luôn đi ha. Bán ngang cây này 1.2 m à anh chị ơi. Trời ơi nụ. Cây này hơi nhỏ. Chiều cao tới tại em là 1.5 m nha anh chị. Nụ kẹo chi chích luôn. Chùm chùm chùm. Mã số 10 14. Mã số 14. Quá trời nụ ha. Vậy là ok. Mã số 14 này em giao lưu với anh chị là 1.000.000 rồi nghe anh chị. Phí ship của em là 200 km nghe anh chị ơi. Chiều cao 1.000.000 cho mã số 14 luôn anh chị ơi. Nụ là ok hết luôn nghe anh chị. Anh Út, thôi chị cao tán ngang chưa? Rồi. Rồi hết nhiều. Đây không nhớ luôn. Rồi. Tán ngang 1.2 m hay gì á. Chiều cao rồi. Phải không? Đúng rồi. Vậy là chính xác rồi. Rồi. 1.5 m tới đây nè. 1.4 m. Chiều cao 1.4 m nghe anh chị, tán ngang 1.2 m. Em lo nụ không à. Phải số 10 14 này em giao lưu với anh chị là 1.000.000 rồi nghe anh chị. 1.000.000 cho mã số 14 luôn. Giá mềm luôn, quá mềm. Ừ. Vừa giá chơi. Nghĩ cho anh em mình ngắm mai bông Tết rồi cho nó vui nhà đẹp mặn lầm lũng cả năm này. Nó đẹp ha. Đẹp mà đủ nhiều. Rồi tiếp theo là mã số 15 nha anh chị. Cái số 15. Số 15 luôn anh chị ơi. Tết mình có cây mai trước nhà nó cũng cho nó sung túc cả năm anh chị ơi. Hoành thân cây này này tính 24 đi. Gịch cái thước thẳng là nó dùng thì nó ha. Này hoành thân 24 nha anh chị. Dạ, hoành 24. Bán ngang 1.2 m anh chị ơi. Chiều cao tính 1.4 m là ngang đây nè nghe anh chị. Chưa. Rồi chiều cao 1.4 m luôn anh chị ơi. Quay dầu luôn ha Linh. Dạ. Tán ngang 1.2 m, chiều cao 1.4 m nghe anh chị. Mã số 15. Mã số 15 này em cũng giao lưu với anh chị là 1.2 m rồi nghe anh chị. 1.2 m. 1.2 m cho mã số 15 nghe anh chị ơi.
Đủ rất là nhiều. 1.200.000 cho mã số 15 luôn anh chị ơi. Rồi, em quay một vòng nữa cho anh chị mình coi nha. Xuân sắp đến rồi anh chị ơi, mua cây mai để trước cửa nha anh chị ơi. Tàn điều một cốt, tàn điều. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Chọn phép đổi cây. Nụ quá chừng nụ luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 16 nha anh chị. Mã số 16 luôn anh chị ơi. Cây số 16. Thấy cái bầu cây mai đó thấy khủng khiếp luôn rồi. Đây còn đâu? Quay cái Linh. Ở đây quá lẹ cái bầu luôn rồi. Này đẹp nha anh chị, hôm nay tiễn em lên đường luôn nha anh chị. Tiễn em về chủ nhân mới nha anh chị ơi. Bầu đó làm nổi không Linh? Quá bự luôn cái bầu. Hơi bị bự. Chắc đem xe cẩu vô quá. Còn hơi bự. Cái đó chắc ghi xe cẩu vô luôn rồi. Tiếp theo là mã số 16 nha anh chị. Một cốt tàn thâm chỉ canh điệu. Tiếp theo là mã số 16 luôn nha anh chị ơi. Hoành thân cái này 20 nha anh chị. Rồi, hoành 20. Tán ngang 1m4 luôn anh chị ơi. Chiều cao tới đây 1m5 nha anh chị. Nụ này là nụ chi chích của con Linh luôn nè. Lên tới đọt luôn. Hãy đo hoành thân rồi hả Linh? Rồi rồi. Rồi mã số 16 nha anh chị. Nè không biết nụ chi chích không mà nhìn nhìn cho nhánh chi chích ngoài đây Linh. Chi chích của em. Nụ chi chích luôn. Ai cũng nói em nói nụ chi. Ta chịu à. Ta chịu hả? Ta chịu nụ chi là biết ta. Là biết cái mai nụ nhiều. Thế là mã số 16, mã số 16 này. Quá trời nụ. Em giao lưu với chị là 1.400.000 nha anh chị. 1.400.000 cho mã số 16 anh chị ơi. Quá trời. Bên em bự nhỏ gì cũng có hết trơn nha anh, tùy theo anh chị yêu thích nha. Anh hiểu anh chị nào mà có yêu thích cây bự thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Rồi phí ship của em là 200 km luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Cây số 17. Rồi tiếp theo là mã số 17 nha anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn hộ giùm em nha. Mã số 17 luôn. Tàn quá trời tròn kính luôn. Xin mướt. Mã số okay. 17 nha anh chị. Cái này là chưa ghi số hả? Chưa. Số 17 luôn anh chị. Anh chị Linh nó coi gọi nụ cho anh chị coi giùm em cái đi. Cái này nụ ok. Cá về lại nụ cũng được. Khá khá. Chín không có nhiều mà khá khá không. Mà mấy cái rồi này. Em quay một vòng cho anh chị mình coi cái nha. Nụ đồ là ok hết luôn nha anh chị. Tạm kính điều. Chưa đo thông số lên. Chưa. Em mới cứ ghi số à. Quên số quân luôn đây. Hoành thân cây này 20 nha anh chị. Hoành thân 20 nha anh chị ơi. Mất cái đao rồi Linh ơi. Hoành 20. Chịp cao, tán ngang đầy đủ. Tán ngang của nó là 1m5 nha anh chị. Trừ hao rồi cái này 1m6, 1m7 luôn. Này tính 1m5 luôn đi anh chị ơi, 1m5 ngang đây nè, ngang tay em trừ hao luôn nha. Tán ngang 1m5, chiều cao 1m5 luôn. Mã số 17, mã số 17 này em giao lưu với anh chị là 2.100.000 nha anh chị. 2.100.000 cho mã số 17 nha anh chị ơi. 2.100.000. Cây này đẹp luôn đó nha anh chị, tròn luôn nha. 2.100.000 cho mã số 17 anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo qua cây số 18 hay có thứ gì. Cái này là nụ chi chích của Linh luôn nè.
Đây này tàn cũng kinh mít chứ. Quá quá đẹp luôn. Đâu. Quan trọng cái là anh chị mình ưng bụng vừa mắt nha anh chị. Này. Đó. Chỗ nào như chỗ nấy luôn. Kẹo nụ chứ. Anh chị nào có ưng bụng thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Phí ship của em là 200 km luôn nha. Trời ơi nụ. Quá trời kẹo luôn. Rồi em đo thông số luôn. Mình cái này tính 22 nha anh chị, gần 23 nha. Quan trọng cái là anh chị mình ưng bụng vừa mắt thôi, còn đo đồ này kia thông số đồ thì anh chị yên tâm nha. Tán ngang 1,5 m. Cái này quá xa nụ rồi. Nụ quá trời, chị chết luôn rồi tôi như vậy. Tán ngang 1,5 m, chiều cao mình tính 1,6 m luôn nha anh chị. Chiều cao 1,6 m. Này quá xa luôn rồi Linh ơi. Đó, chiều cao đó. Hiếp hồn. Tại vì lúc này thì cây mai mình nó phải vô nụ đầy đủ hết trơn luôn nha anh chị. Nụ là ok hết luôn. Mã số 17. 18 hả? Mã số 18 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. Nụ chi chết luôn. 2.200.000 cho mã số 18 nha anh chị. Quá xa nụ. Nụ đồ ok hết luôn. Quá chi chết luôn. Nụ quá xa luôn. Quá xa quá xa luôn. Đúng rồi. Rồi cái này như pháo luôn Linh cái này. Trời pháo luôn. Điệu chứ. Này nở ra cái nhìn thấy đã mắt gì đâu lên. Đó lặt con chú anh chị ơi. Đó. Con chú anh chị mình quá xa luôn này, nở không thấy nhánh luôn á. Phí ship của em là 200 km luôn nha anh chị. Cái này nụ phê luôn. Anh chị mình có duyên cây nào thì alo cho em nha. Quay em vòng nó quay vòng. Rồi quay một vòng cho nó đẹp luôn. Bên em bự nhỏ gì cũng có hết trơn, anh chị nào có yêu thích cây bự thì alo cho em. Em một cốt thẳng luôn đẹp luôn. 2.200.000 hả anh chị. Mình có 2.200.000 là có cây mai rất là đẹp luôn anh chị. 2.200.000. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 19. Tiếp này em giao lưu với anh chị là 20 cây nha anh chị. Đây cây số 19. Theo là mã số 19 anh chị ơi. Mã số 19 luôn. Đo một cái luôn lên đây. Không để nó luôn đi cho nó dễ. Hoành thân 21 nha anh chị. Mã số 19 hoành thân 21. Một cốt. Cốt thẳng luôn. Này thẳng. Tán ngang của em nó là 1,5 m nha anh chị. Nụ to vàng sáng. Dạ. Chiều cao mình lên tới đó là 1,8 m nữa mà tính 1,7 m thôi nha anh chị ơi. 1,7 m tới đây nè. Chiều cao 1,7 m nha anh chị, hoành thân 21. Nụ bự không mà điều chứ. Nụ đồ này kia là ok hết trơn luôn đó nha anh chị. Nụ quá ok quá kẹo quá. Nụ đồ là ok hết. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em. Quá trời nụ ha. Dài dài và bự bự không, nhiều nữa. Chưa nói giá hả Linh? Dạ, chưa. Cây số 19. Rồi mã số 19 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã số 19 anh chị ơi. Rồi mới một vòng nữa nha, anh chị nào mà có yêu thích thì alo cho em. Tàn kính điều. Nụ đồ là ok hết nha, mặt cây này lâu này mặt con đẹp luôn nha anh chị. Tàn không điều điều. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp theo là mã số 20 luôn nha anh chị. Mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị. Cây này một cốt luôn thẳng. Cây nào cũng một cốt thẳng hết anh chị ơi. Tàn điều, cái này tàn điều. Hoành thân gần 21 nha anh chị. 20, hoành thân 20 nha anh chị ơi. Tán ngang em nó là 1,4 m nha anh chị.
chiều cao của mình hết cái thước rồi, tính tuốt này là 1m7 nha anh chị ơi. Tại lấy xuống tới cái nụ này luôn. 1m7. Cả 1m7. Thước tán ngang 1m4. Hoành 21. Không Linh. À, đúng rồi. Nụ ok, hoành 21. Nụ đồ này kia là ok hết, tại vì khi có cây những cây của mình lá nó nhiều quá rồi anh chị mình thấy nó không gõ không nha anh chị. Có gì đó, anh chị mình alo em chụp hình em gửi qua cho. Mã số 20 nha anh chị. Mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị ơi. Mã số 20 này em giao lưu với anh chị là 1.500.000 hả anh chị? 1.500.000 cho mã số 20 nha anh chị ơi. Cốt thẳng. Cốt thẳng luôn. Linh ngồi chụp đẹp luôn. Cành thiêu. Mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị. Rồi phí ship của em là 200 km. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên của em. Rồi cuối clip thì em cũng không có gì hơn, em tổng chào cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe, năm mới làm ăn thành đạt, phát tài phát lộc nha anh chị. Rồi em tổng chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại clip sau. Rồi chào cô chú anh chị băng. Rồi, trân trọng kính chào.